thông báo về việc hỗ trợ gây quỹ cho các nạn nhân và đồng hương Việt Nam bị thiên tai lũ lụt do bão Harvey tại Texas. VietTV cùng đồng hành với cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận và hội đồng Liên Tô trong việc quyên góp. Quý vị hảo tâm, nếu muốn đóng góp vào quỹ giúp đỡ cho các nạn nhân, xin viết ngân phiếu yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa với phần memo For Harvey Victim và có thể ghé hoặc gửi về đài VietTV Houston ở địa chỉ VietTV 9999 Bellevue Boulevard, Suite 1122, Houston, Texas 77036 hoặc ghé tiệm Vinashop trong khu V247 Plaza đối diện chợ Hồng Kông 4, 11322 Bellevue Boulevard, Suite 111, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách mạnh thường quân mỗi tuần khi giao ngân phiếu lại cho cộng đồng. Mọi thắc mắc xin gọi 1-844-858-7000, 1-844-858-7000.